Trong thứ Ba ngày 1 tháng 12, Thủ tướng Trudeau cho biết vaccine sẽ được tung ra càng sớm càng tốt. Bộ Y tế Canada xem xét vaccine thứ tư từ Johnson & Johnson. Thủ tướng Trudeau cho rằng việc cắt giảm chi tiêu từng thấy ở thời kỳ cựu Thủ tướng Harper không phải là con đường thoát khỏi suy thoái do COVID-19. Chính phủ có kế hoạch đánh thuế người mua nhà nước ngoài để tăng khả năng mua nhà của người dân Canada. Nền kinh tế Canada phục hồi với tốc độ kỷ lục 40% trong quý thứ ba, nhưng GDP vẫn dưới mức trước COVID-19. Thủ tướng Trudeau cho rằng các hạn chế biên giới Canada-Hoa Kỳ sẽ được áp dụng trong một thời gian dài. Ngay cả khi quan hệ chính trị xấu đi, thương mại Canada-Trung Quốc vẫn phát triển mạnh. Thành phố Mississauga thông báo sa thải hơn 1.000 nhân viên bán thời gian của thành phố. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada ngày 1 tháng 12 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau hôm nay đã tìm cách trấn an người dân rằng chính phủ của ông sẽ sẵn sàng triển khai vaccine sau khi họ nhận được sự chấp thuận cần thiết của Bộ Y tế Canada. Việc này nhằm đáp trả những người chỉ trích phe đối lập và một số thủ hiến, cáo buộc chính phủ đảng tự do đã tụt hậu trong kế hoạch phân phối vaccine. Thủ tướng Trudeau cho biết các nhà khoa học độc lập đang xem xét dữ liệu thử nghiệm lâm sàng do nhà sản xuất thuốc đệ trình để bảo đảm sự an toàn của những sản phẩm này trước khi Ottawa bắt đầu xuất hàng. Với các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, một số lượng lớn người Canada sẽ từ chối hoàn toàn vaccine hoặc sẽ đợi một thời gian trước khi tiêm. Thủ tướng Trudeau cho biết ông muốn người dân Canada yên tâm rằng khoa học sẽ không vội vã và các nhà quản lý của Canada sẽ chỉ chấp thuận sản phẩm khi nó hoạt động tốt. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để xem xét sản phẩm của Pfizer. Cố vấn Y tế chính của Health Canada, bà Supriya Sharma, cho biết các cơ quan quản lý ở đây dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong thời gian tương tự. Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp giao ban COVID-19, Bộ trưởng Dịch vụ Công và Thu mua Anita Anand cho biết chính phủ đang lên kế hoạch cho vaccine tung ra thị trường trong 3 tháng đầu năm 2021. Bà Anand xác nhận rằng Canada đã nhận được 34 tủ đông lạnh cần thiết để lưu trữ vaccine, với 92 tủ đông khác sẽ sớm được nhận. Ví dụ, sản phẩm Pfizer cần được giữ ở nhiệt độ khoảng âm 80 độ C. Dựa vào kho lạnh mới được mua và năng lực hiện có của liên bang, 33,5 triệu liều vaccine đông lạnh và siêu đông lạnh có thể được lưu trữ. Ngoài việc bảo quản, vaccine cũng cần được vận chuyển bởi những công ty vận chuyển hàng đủ tiêu chuẩn. Chi tiết về hậu cần sẽ được tiết lộ trong những ngày tới. Hôm thứ Hai, thì công ty Moderna có trụ sở tại Massachusetts là công ty thứ hai đã nộp đơn lên FDA để xin phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine của họ trên thị trường Mỹ. Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cuối cùng của công ty rất đáng khích lệ, chứng minh rằng vaccine có hiệu quả 94,1% trong việc ngăn ngừa COVID-19 và 100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng của bệnh. Chính phủ liên bang đã bảo đảm một thỏa thuận vào ngày 5 tháng 8 với Moderna cho 20 triệu liều vaccine của họ, với tùy chọn mua thêm 36 triệu liều nếu cần thiết. Chính phủ thường xuyên chỉ ra đơn đặt hàng khổng lồ với 414 triệu liều vaccine từ 7 công ty khác nhau, nhiều nhất so với bình quân đầu người của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng lãnh đạo đảng bảo thủ ông Erin O'Toole nói rằng việc thúc đẩy mua sắm chỉ có ý nghĩa rất nhỏ nếu hàng triệu người Canada phải chờ đợi lâu hơn công dân ở các nước phương Tây khác. Trong phiên chất vấn vào thứ Ba, lãnh đạo đảng đối lập ông Erin O'Toole một lần nữa thúc giục chính phủ đưa một ngày tiếp cận vaccine chắc chắn. Ông O'Toole cũng chỉ trích chính phủ vì đã hợp tác với CanSino, một công ty dược phẩm do Trung Quốc điều hành trong giai đoạn đầu của đại dịch để cùng phát triển vaccine. Thỏa thuận đó đã bị hủy bỏ sau khi chính phủ Bắc Kinh chặn các lô hàng mẫu vaccine được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng ở Canada. Điều này khiến chính phủ chuyển sang các công ty cung cấp ở Mỹ. Ông O'Toole nói rằng Canada ngay từ đầu không nên bao giờ tin tưởng người Trung Quốc. Phe đối lập bảo thủ hiện đang thúc đẩy một cuộc điều tra trong quốc hội về thỏa thuận CanSino, theo CBC News. Bộ Y tế Canada cũng đang xem xét vaccine thứ tư. Người dân Canada không lo lắng về việc phải chờ đợi. Bộ trưởng Y tế Liên bang Paddy Hajdu cho biết Johnson & Johnson đã đệ trình ứng cử viên vaccine COVID-19 để Bộ Y tế Canada phê duyệt.
Đây là loại vaccine tiềm năng thứ tư được gửi đi đánh giá ở Canada và là loại vaccine đầu tiên yêu cầu chỉ một liều để tạo miễn dịch thay vì hai liều. Bộ Y tế Canada đã kiểm tra các ứng viên vaccine từ Pfizer, Moderna và AstraZeneca kể từ tháng 10, khi các công ty đó gửi một phần dữ liệu về thuốc của họ để được đánh giá luân phiên. Nếu vaccine Johnson & Johnson đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế Canada về tính an toàn và hiệu quả, thì chính phủ Canada cho biết họ có thỏa thuận mua 10 triệu liều và tùy chọn mua thêm lên tới 28 triệu liều. Thủ hiến Ontario Doug Ford dự kiến sẽ nói chuyện với Janssen, một công ty con của Johnson & Johnson, vào thứ Ba, sau cuộc gặp với Pfizer và AstraZeneca vào thứ Hai. Ông có một cuộc họp khác với đại diện của Moderna được lên lịch vào tuần tới. Thủ hiến Ford cho biết ông vẫn đang tìm kiếm câu trả lời khi nào vaccine được triển khai. Các nhà sản xuất Pfizer, Moderna và AstraZeneca đều đã nộp đơn yêu cầu các ứng cử viên vaccine được chấp thuận ở Canada. Nền kinh tế Canada phục hồi với tốc độ kỷ lục 40% trong quý thứ ba, nhưng GDP vẫn dưới mức trước COVID. Cơ quan thống kê Canada StatCan cho biết, nền kinh tế đã tăng trưởng hàng năm với tốc độ kỷ lục là 40,5% trong quý thứ ba khi các doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng đóng cửa do COVID-19. Cơ quan cho biết kỷ lục trước đây về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế là 13,2% trong quý đầu tiên của năm 1965. Tuy sự phục hồi này mang tính lịch sử như vậy, nó cũng không như kỳ vọng. Công ty dữ liệu tài chính Refinitiv cho biết ước tính trung bình của các nhà kinh tế là tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt mức 47,6% trong quý. Sự phục hồi trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 là một sự thay đổi mạnh mẽ so với 3 tháng trước đó, vốn đã giảm kỷ lục. Các hạn chế về sức khỏe cộng đồng cho phép các doanh nghiệp mở cửa đã giảm bớt, thúc đẩy sự phục hồi. StatCan cũng cho biết thị trường nhà ở đã tăng đáng kể do lãi suất thấp, cũng như chi tiêu của các hộ gia đình đối với mặt hàng như ô tô. Bất chấp sự gia tăng tổng thể, tổng sản phẩm quốc nội thực tế vẫn còn thấp so với mức trước đại dịch. Nhà kinh tế cấp cao của CIBC, Royce Mandays, viết nền kinh tế Canada vẫn còn tăng trưởng khi quý tư năm 2020 bắt đầu, mặc dù ít hơn chúng tôi dự đoán. Sắp tới, nền kinh tế phải đối mặt với tháng 12 cùng những hạn chế khắc nghiệt. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm của các hoạt động kinh tế. Thủ tướng Justin Trudeau hôm nay giữ vững niềm tin vào các kế hoạch kích thích kinh tế sắp tới của chính phủ. Ông nói rằng cách mà đảng tự do đưa đất nước thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế do COVID-19 sẽ không được thực hiện thông qua việc cắt giảm chi tiêu. Tất cả chúng ta đều nhớ những gì đã xảy ra khi chính phủ tiền nhiệm cắt giảm hỗ trợ quá nhanh trong cuộc suy thoái 2008-2009. Đó sẽ không phải là cách tiếp cận của chúng tôi, Thủ tướng Trudeau nói trong bài phát biểu tại Rideau Cottage hôm thứ Ba, đề cập đến việc cắt giảm tài trợ của cựu Thủ tướng Stephen Harper hơn một thập kỷ trước. Thủ tướng Trudeau nói rằng với việc vaccine đang được triển khai, đảng tự do cũng đang bắt đầu xem xét những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc đó bao gồm kế hoạch kích thích từ 3 đến 4% GDP, tùy thuộc vào tình trạng của nền kinh tế và thâm hụt ở thời gian đó. Bản cập nhật tài khoá cho thấy, trong trường hợp tốt nhất, nhà nước sẽ thâm hụt 381 tỷ đô la, thêm hàng tỷ đô la chi tiêu mới cho viện trợ COVID-19. Ngoài ra còn có kế hoạch thắt lưng buộc bụng lên tới 100 tỷ đô la khi xã hội bắt đầu quay trở lại bình thường, có thể kịp thời gian cho một cuộc bầu cử liên bang sớm. Chính phủ tự do trong bản cập nhật tài chính đưa ra trong tuần này cũng cho biết họ sẽ đánh thuế những chủ nhà người nước ngoài sống bên ngoài Canada như một phần trong kế hoạch để hạ giá nhà ở trong nước trong năm tới. Đó là một ý tưởng ngày càng phổ biến trong vài năm qua ở các tỉnh như British Columbia, Ontario và Prince Edward Island, nhưng một số chuyên gia đặt câu hỏi về mức độ hiệu quả của kế hoạch này. Trong bản cập nhật tài chính đưa ra trong tuần này, chính phủ cho biết kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích cho những người mua nhà lần đầu và đưa nhiều nhà hơn ra thị trường bằng cách đánh thuế những chủ nhà sử dụng Canada để tích trữ tài sản. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, năm ngoái chính phủ của ông dự định đưa ra mức thuế như vậy, đồng thời ca ngợi biện pháp tương tự ở tỉnh BC. Chính phủ BC cho biết, năm ngoái họ đã thu được 115 triệu đô la từ thuế đầu cơ và nhà trống,
chủ yếu được trả bởi các chủ sở hữu ở nước ngoài. Bộ trưởng Tài chính Carol James cho rằng khoản thuế này là một yếu tố đằng sau việc giá nhà giảm 5,6% trong đầu năm 2019. Phó giáo sư Sir Somerville tại trường kinh doanh Souder thuộc Đại học BC nói rằng mặc dù giá đã giảm ở khu vực Vancouver, chính sách này không phải là một cách giải quyết thần kỳ cho hiện tượng này. Ông nói rằng nếu bạn đang tìm cách tăng khả năng mua nhà cho người dân thì điều đó sẽ không bao giờ giúp được. Nhưng chắc chắn đây có thể là một phần của gói chính sách tác động tới cả cung và cầu. Ngoài thuế đầu cơ và thuế nhà trống đối với những người sở hữu nhà ở địa phương nhưng không nộp thuế thu nhập của tỉnh, tỉnh BC cũng đã đánh thuế chuyển nhượng tài sản đối với các giao dịch mua nhà của công dân nước ngoài ở Vancouver. Năm 2017, Ontario đã thông qua thuế đầu cơ và thuế nhà trống đối với những người mua nhà ở Greater Golden Horseshoe, những người mà không phải là công dân cũng như thường trú nhân. Và ở tỉnh PEI thì những người không phải cư dân phải nộp đơn xin để mua hơn 5 mẫu đất. Tôi không thể hiểu tại sao chính phủ lại giới thiệu luật thu thuế này ở cấp quốc gia, ông Somerville nói. Đó không phải là chính sách hợp lý, vì thực tế chúng ta không ở trong một cuộc khủng hoảng quốc gia về việc người nước ngoài mua nhà ở mọi thị trường và tạo ra những thách thức về khả năng chi trả. Phó giáo sư Somerville cũng lưu ý rằng chính sách này đã gây ra sự phản đối vì nhắm vào người Trung Quốc ở Vancouver, mặc dù các nhóm dân cư khác nhau sẽ bị ảnh hưởng ở các khu vực khác nhau của đất nước. Giáo sư tài chính Andrei Pavlov tại trường kinh doanh BD thuộc Đại học Simon Fraser cho biết việc quốc hữu hóa các chính sách của tỉnh BC là một ý tưởng khủng khiếp, đồng thời cho rằng thuế này chẳng những không khuyến khích đầu tư nước ngoài mà còn không cải thiện khả năng chi trả của người dân. Giáo sư Pavlov nói, việc đánh thuế thêm quyền sở hữu có thể làm giảm nguồn cung do các nhà xây dựng và nhà đầu tư không được khuyến khích xây thêm. Ông Pavlov cũng đặt câu hỏi liệu chính sách này có giúp chính phủ chi trả cho các kế hoạch kích thích tài khoá của mình hay không? Cơ hội của chúng ta để trả các khoản nợ đang gánh chịu bây giờ là phát triển nền kinh tế nhanh nhất có thể, giáo sư Pavlov nói. Cập nhật tình hình COVID-19 tại các tỉnh bang khắp Canada. Tháng 11 là tháng tồi tệ nhất đối với đại dịch ở Alberta cho đến nay, với số ca mắc từ con số 6.002 ca nhiễm COVID-19 được theo dõi vào ngày 1 tháng 11, đã tăng lên con số 16.628 ca còn bệnh đang được theo dõi vào ngày 30 tháng 11, tức là tăng 10.626 ca trong chỉ tháng 11. Số ca nhập viện cũng tăng gấp 3 lần trong giai đoạn đó, dẫn đến tổng số 479 số người bệnh COVID-19 tại bệnh viện vào ngày 30 tháng 11, trong đó có 97 ca trên giường ICU. Một giám đốc y tế của khu vực Edmonton đã cảnh báo rằng hệ thống bệnh viện của Alberta đang ở trong tình trạng căng thẳng đáng kể và đang bổ sung thêm giường chăm sóc đặc biệt khi nó đối mặt với sự gia tăng các trường hợp COVID-19. Giám đốc y tế của tỉnh Alberta, tiến sĩ Dina Hinshaw, gợi ý rằng người dân Alberta nên lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ lễ khác. Chúng ta đã chứng kiến các cuộc tụ tập trong kỳ nghỉ dẫn đến bùng phát, bà Hinshaw nói trong cuộc họp giao ban hàng ngày hôm thứ Ba, gợi ý rằng mọi người có kế hoạch tụ tập với nhau từ xa hoặc thành các nhóm nhỏ, cách xa nhau ở ngoài trời. Dịch vụ y tế Alberta cho biết, một bản ghi nhớ thúc giục nhân viên bệnh viện Calgary bảo tồn lượng oxy là một phản ứng chủ động đối với sự gia tăng nhu cầu dự đoán khi số ca nhập viện COVID-19 tăng cao. Nhưng một số bác sĩ nói rằng yêu cầu này là đáng lo ngại và không phải là điều họ đã thấy trước đây. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 10 ca tử vong do COVID-19 vào thứ Ba và 1.307 ca mắc bệnh mới. Tính đến tối thứ Ba ngày 1 tháng 12, Canada ghi nhận thêm 5.330 ca COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada đứng ở mức 383.468 ca. Trong số này có 65.538 trường hợp còn bệnh đang được theo dõi và điều trị trên khắp Canada, có 12.211 tử vong cho đến nay. Tỉnh Ontario đã báo cáo 1.707 ca nhiễm COVID-19 mới và 7 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Kristin Elliott cho biết có 727 ca mới là ở Toronto, 373 ca ở vùng Peel và 168 ca ở vùng York. Bà Elliott đã nói rằng vaccine sẽ không bắt buộc đối với nhân viên y tế. Thủ hiến Doug Ford đã nói rõ rằng ông muốn việc tiêm chủng là tự nguyện.
Tỉnh Quebec đã báo cáo 1.177 ca nhiễm COVID-19 mới và 28 ca tử vong. Thủ hiến Quebec François Legault cho biết, chính phủ của ông sẽ quyết định trong 10 ngày nữa liệu tình hình COVID-19 của tỉnh có cho phép nhiều hộ gia đình tổ chức Giáng sinh chung với nhau hay không. Tỉnh British Columbia hôm thứ Ba đã công bố 656 trường hợp mắc mới và thêm 16 trường hợp tử vong. Một nhóm các bậc cha mẹ đã kéo con cái của họ ra khỏi trường học trong ngày để phản đối kế hoạch tụ trường của tỉnh. Mặc dù quan chức y tế của tỉnh chỉ ra rằng tỷ lệ lây truyền COVID-19 trong trường học là ở mức thấp. Chúng tôi đã có nhiều sự kiện phơi nhiễm, nhưng chúng rất hiếm khi dẫn đến việc lây truyền, đặc biệt là từ trẻ em sang bất kỳ ai. Tiến sĩ Bonnie Henry nói trước cuộc biểu tình hôm thứ Hai. Thủ hiến Saskatchewan Scott Moe cho biết các cuộc tụ họp lớn hơn sẽ có khả năng được cho phép trong kỳ nghỉ. Cho đến ngày 17 tháng 12, số người được phép trong một hộ gia đình được giới hạn ở 5 người. Nhưng thủ hiến Moe cho biết nếu những hạn chế đó bắt đầu làm giảm số trường hợp COVID-19 trong tỉnh, chúng có thể được nới lỏng trong những ngày lễ. Tỉnh đã báo cáo thêm 181 ca nhiễm mới hôm thứ Ba và thêm 4 ca tử vong. Tại Manitoba, các quan chức y tế đã báo cáo con số kỷ lục 16 ca tử vong mới và thêm 283 ca vào tổng số người mắc bệnh của tỉnh. Một nửa số ca tử vong có nguồn gốc từ các đợt dịch bùng phát có liên quan với nhau, bao gồm 3 ca tử vong là từ nhà chăm sóc cá nhân Holy Family ở Winnipeg. Tỉnh bang cho biết tổng số tiền phạt hơn 180.000 đô đã được đưa ra đối với những người bị cáo buộc vi phạm quy tắc COVID-19 của Manitoba. Trong số các cơ sở kinh doanh bị phát vé phạt, nhà thờ Springs Church ở Winnipeg đã bị phạt 4 lần với tổng trị giá 20.000 đô liên quan đến một buổi lễ lớn cho lái xe vào được tổ chức vào cuối tuần trước, trái với lệnh y tế công cộng theo dữ liệu từ tỉnh. Tại Đại Tây Dương Canada, Newfoundland báo cáo một ca nhiễm mới, trong khi không có ca nhiễm mới nào tại PEI. Nova Scotia báo cáo 10 ca nhiễm mới. New Brunswick có 7 ca nhiễm mới, khi các quan chức y tế công cộng thông báo một sự kiện siêu lây lan ở St. John vào tháng trước là nguyên nhân gây ra 80% trong số 72 ca của khu vực. Vùng lãnh thổ Nunavut báo cáo thêm một ca nhiễm mới. Luật yêu cầu đeo khẩu trang cho các không gian công cộng trong nhà đã có hiệu lực ở Yukon vào thứ Ba. Đối với lệnh đóng cửa biên giới Canada-Hoa Kỳ, Thủ tướng Canada cho biết chính phủ sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm đi lại không thiết yếu với Hoa Kỳ cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát không chỉ ở trong nước mà còn trên toàn thế giới. Cho đến khi virus được kiểm soát nhiều hơn ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ không giảm bớt các hạn chế ở biên giới, Thủ tướng Trudeau cho biết tại cuộc họp giao ban hàng ngày của mình vào thứ Ba. Canada và Hoa Kỳ đã đồng ý với lệnh cấm này vào tháng 3 và đã tiếp tục triển khai hàng tháng kể từ đó. Các chuyến đi nghỉ, chuyến đi trong ngày và du ngoạn mua sắm xuyên biên giới đã bị cấm. Tuyên bố này được đưa ra khi gần 100.000 người vẫn phải nhập viện ở Hoa Kỳ. Các tiểu bang và thành phố vẫn đang tìm kiếm câu trả lời và tìm cách thực hiện các biện pháp y tế mới nghiêm ngặt. Gần đây, chuyên gia sức khỏe cộng đồng hàng đầu ở Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci thừa nhận đất nước này không ở một vị trí tốt sau khi số lượng tăng đột biến trùng với ngày lễ tạ ơn của người Mỹ và người dân đi du lịch quá nhiều. Thủ tướng Trudeau trong khi đó cho biết chính phủ liên bang đã bổ sung một số ngoại lệ nhất định để các thành viên gia đình đoàn tụ. Trên chính trường quốc tế, hoạt động kinh doanh của Canada với Trung Quốc dường như đang phát triển mạnh trong thời gian đại dịch xảy ra, ngay cả khi quan hệ ngoại giao vẫn trong tình trạng đóng băng sâu sắc. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 10% trong 7 tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19 so với cùng kỳ năm trước, theo phân tích mới từ nền tảng phát triển quốc tế Canada CIDP, một phần của trường Norman Patterson về các vấn đề quốc tế tại Đại học Carleton. Sự tăng trưởng này xảy ra ngay cả khi xuất khẩu tính theo giá trị cho nhiều khách hàng truyền thống khác bị chìm trong đại dịch khi nó tấn công Canada vào tháng 3. Nhìn chung, xuất khẩu của Canada giảm gần 20% trong cùng khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9. Phân tích dữ liệu từ thống kê Canada của CIDP cho thấy, ví dụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 22% trong giai đoạn này. Xuất khẩu sang Trung Quốc trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 9 đã vượt 14,7 tỷ đô la so với 13,4 tỷ đô la trong năm 2019. Aniket Bhushan, giáo sư nghiên cứu trợ giảng tại trường Norman Patterson, cho biết
Một trong những lý do khiến xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng là do doanh số bán hàng đang phục hồi sau một năm tồi tệ vào năm 2019, khi Trung Quốc trừng phạt Canada vì bắt giữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của Huawei Technologies. Trung Quốc đã chặn bán thịt lợn và thịt bò trong vài tháng trong năm 2019. Tuy nhiên, giáo sư Bushan cho biết xuất khẩu của Canada sang Trung Quốc dường như đang trên đà vượt qua mức của năm 2018 vào cuối năm nay. Trong khi đó, thì Perrin Bitti, chủ tịch Phòng Thương mại Canada cho biết xuất khẩu của Canada sang Trung Quốc sẽ tăng vào năm 2020 vì nền kinh tế của Trung Quốc là một trong số ít sẽ phát triển trong năm nay. Quốc gia nơi COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên đã phục hồi nhanh hơn nhiều so với hầu hết các nước và dự kiến sẽ mở rộng sản lượng kinh tế ở mức khiêm tốn 2,1% trong năm nay. Mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Canada đã dần bị xói mòn kể từ cuối năm 2018 khi Canada bắt giữ bà Mạnh theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ và Bắc Kinh nhốt hai người Canada, Michael Kovic và Michael Spavor, trong điều mà Thủ tướng Justin Trudeau gọi là nỗ lực chính trị sức ép. Bắc Kinh đã áp dụng và sau đó dỡ bỏ các hạn chế cấm nhập khẩu thịt lợn và thịt bò của Canada, trong khi hai nhà xuất khẩu hạt cải dầu canola lớn nhất của Canada vẫn bị cấm vận chuyển sang thị trường Trung Quốc. Dữ liệu thương mại do CIDP phân tích cho thấy xuất khẩu gia tăng sang Trung Quốc bao gồm quặng, hạt ngũ cốc như lúa mì, thịt, mỡ động vật hoặc thực vật và rau cải. Giám đốc Viện Trung Quốc của Đại học Alberta Gordon Holden nói rằng sẽ không khôn ngoan nếu Canada cố gắng cắt đứt thương mại với Trung Quốc. Ông nói thêm rằng thương mại chiếm 64% tổng sản phẩm quốc nội của Canada so với 24% của Hoa Kỳ và 37% của Trung Quốc. Chúng ta phụ thuộc vào xuất khẩu nhiều hơn là Trung Quốc và chúng ta không thể duy trì sự thịnh vượng của mình nếu không có điều đó. Vì vậy, ý tưởng rằng chúng ta không thể hoặc không nên bán cho Trung Quốc là không bền vững, giáo sư Holden nói. Trong khi xuất khẩu hạt cải dầu của Canada tiếp tục phải đối mặt với các hạn chế có mục tiêu từ Bắc Kinh, báo cáo của Viện Trung Quốc cho biết năm 2020 đã được đánh dấu bằng mức tăng tương đối cả về giá trị xuất khẩu và sản lượng. Giá trị tích lũy của xuất khẩu hạt cải dầu sang Trung Quốc đã tăng 52% tính từ đầu năm đến nay lên 976 triệu đô la. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với 2,7 tỷ đô la hạt cải dầu mà Canada xuất khẩu vào năm 2018. Thành phố Mississauga thông báo sa thải hơn 1.000 nhân viên bán thời gian của thành phố. Thị trưởng thành phố Mississauga Bonnie Crombie xác nhận thành phố đang tạm thời sa thải 1.100 nhân viên bán thời gian. Các nhân viên làm việc tại trung tâm cộng đồng, khu sinh hoạt lớn, viện bảo tàng, trung tâm nghệ thuật và nhà hát Meadowvale, tất cả đều bị đóng cửa do trạng thái khóa cửa màu xám của vùng Peel. Thị trưởng Crombie nói quyết định này đặc biệt khó khăn. Thành phố đang phải đối mặt với áp lực tài chính đáng kể do kết quả của đợt đóng cửa lần thứ hai này. Để ổn định mặt tài chính, chúng tôi phải phản ứng bằng cách đóng cửa các cơ sở điều hành bởi thành phố và xem xét tác động của việc này. Nhiều nhân viên dự kiến sẽ nhận được phúc lợi thông qua Canada Recovery Benefit CRB. Khi thành phố phải đóng cửa lần thứ hai để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và người dân, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là sa thải nhân viên bán thời gian trong các dịch vụ không thiết yếu. Tôi biết rằng họ đang phải chịu rất nhiều lo lắng và căng thẳng, đặc biệt là khi kỳ nghỉ lễ gần kề. Paul Mitchell, giám đốc hành chính cho biết, việc sa thải có hiệu lực vào thứ Hai ngày 7 tháng 12. Đồng đô la Canada mạnh lên khi nền kinh tế phát triển với tốc độ kỷ lục. Đồng đô la Canada lên mạnh so với đô la Hoa Kỳ vào thứ Ba vì đồng bạc xanh giảm và dữ liệu trong nước cho thấy nền kinh tế Canada đang phát triển ở mức kỷ lục trong quý thứ Ba. Dữ liệu riêng biệt từ IHS Markit cho thấy hoạt động sản xuất của Canada đã mở rộng trong tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 11 khi sản lượng và đơn đặt hàng mới tăng. Đồng đô la Mỹ giảm so với một nhóm tiền tệ chính do ngày càng có nhiều suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hành động để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua một mùa đông khó khăn khi các ca nhiễm coronavirus gia tăng. Đồng đô la Canada được giao dịch cao hơn 0,4% ở mức 1,2953 so với đồng bạc xanh hay 77,20 xanh Mỹ, trong phạm vi 1,2942 đến 1,3006. Giá dầu, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, đã giảm hôm thứ Ba sau khi các nhà đầu tư chờ đợi chỉ đạo từ OPEC và các đồng minh.
các nhà sản xuất này đã hoãn cuộc họp chính thức để quyết định xem có nâng sản lượng từ tháng Giêng hay không. Giá dầu thô của Mỹ giảm 0,8% xuống 44,99 đô la Mỹ một thùng. Lợi tức trái phiếu chính phủ Canada cao hơn, tương tự trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2,9 điểm cơ bản ở mức 0,709%. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì đồng đô la Canada bằng 0,7721 đô la Mỹ theo Bank of Canada. Trong khi đó thì giá vàng đã tăng hơn 2% vào thứ ba, phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tháng trong phiên trước và giá bạc đã tăng hơn 6% khi đồng đô la trượt giá. Việc này được củng cố bởi kỳ vọng và kích thích kinh tế của Hoa Kỳ, làm tăng thêm sự ưa chuộng vàng, một hình thức phòng ngừa lạm phát. Vàng giao ngay tăng 2,1% lên mức 1.814,99 đô la Mỹ một ounce vào lúc 1 giờ 54 chiều. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ đã tăng 2,1% ở mức 1.818,90 đô la Mỹ một ounce. Edward Moyer, nhà phân tích thị trường cấp cao của Onda cho biết, chúng ta đã chứng kiến vàng lấy lại mức 1.800 đô la Mỹ liên quan nhiều đến giao dịch đồng đô la đang suy yếu. Giao dịch vàng đã diễn ra theo chiều hướng đúng và chúng ta có thể sẽ thấy nhiều nỗ lực hơn từ Quốc hội Hoa Kỳ để hỗ trợ nền kinh tế. Trong nhận xét được đưa ra hôm thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nhấn mạnh những thách thức trong sản xuất và phân phối hàng loạt vaccine trước khi tác động kinh tế của vaccine trở nên rõ ràng. Daniel Galli, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities cho biết, hiện tại thì giá vàng đã chạm đáy và chúng tôi thấy giá sẽ lên cao hơn 2.000 đô la Mỹ trong năm tới. Bạc đã tăng 6% lên 23,95 đô la Mỹ một ounce sau khi tăng lên mức cao nhất một tuần trước đó trong phiên giao dịch sớm. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 1 tháng 12 do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên Culture Channel. Mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức, cũng như các video về du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Xin các bạn hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như để chương trình có thể được tiếp tục thực hiện. Rất mong được nhận các ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.